Tàn lũ đẻ tao không kia. Nó là con thay nhà đó. Chào con cả mày. Ui dài lắm một cây này. Hai gang này. Hai gang tay rồi đấy, củ này. Đây, một cây tam thất hoàng. Hai gang luôn. Đẹp chưa? Củ rất là thẳng nhá, không cong nhỉ. Củ này thẳng lấy cả rễ của nó luôn đấy, lấy hết rễ của nó luôn. Đấy, hết chưa? Đây có một cây nhỏ này. Đúng rồi. Phải rồi. Đây này, đây là cây con của nó này. Đây, cây con đây. Tự dưng lại ngã phát là nhìn thấy cây con. Đấy. Cây bé. Đâu, cứ cầm ra. Đây, cầm cả cây cả lá nào. Từ từ, cầm đây nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây chịu vậy. Đâu nhìn đây. Rồi, cho cái lá sang bên này đi. Rồi đấy, đúng rồi như thế. Dài lắm. Rồi. Ok. Đây, Vinh ơi, nếu đây là hành đỏ thì được đấy. Đỏ thì nói chuyện gì nữa, chỉ xâm thì nói chuyện gì. Đây này, đây có một cây bé này. Cây này mang về làm giống nhá, bảo tồn. Phải không nhỉ? Phải. Đúng rồi mà, lá này đúng rồi. Chính xác rồi. Mà chả thấy củ đâu ấy. Ủa, cây này năm nay vừa mới nở luôn đấy. Vừa mới nở luôn. Đây, một cây bé này. Vừa mới nở năm nay. Ngay đường nhá các bạn ơi, ngay đường luôn. Tam thất hoàng nhá.